khu di tích Bác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm thành phố Cao Bằng 52 km về phía Bắc. Đây là nơi có núi non hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, là điểm đầu của đường Hồ Chí Minh. Bác Bó, theo tiếng Tài Nùng ở Cao Bằng có nghĩa là đầu nguồn. Bác Bó cũng là đầu nguồn của cách mạng Việt Nam. Nơi đây đã vinh dự được thay mặt nhân dân cả nước đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước. Đây cũng là nơi đã gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1941-1945. Với những giá trị đặc biệt, ý nghĩa quan trọng về lịch sử, văn hóa và khoa học của khu di tích lịch sử Bác Bó, từ năm 1970, khu di tích đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm bảo tồn, tôn tạo nhiều hạng mục quan trọng và mở cửa đón khách tham quan. Từ đó đến nay, khu di tích Bác Bó không ngừng được bảo tồn, tôn tạo và đầu tư nâng cấp, trong đó có đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành vào ngày 19 tháng 5 năm 2011. Ngày nay, Bác Bó đã trở thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa vô giá, không chỉ của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng mà còn của dân tộc Việt Nam. Là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước cho các thế hệ con cháu người Việt Nam. Bên cạnh đó, địa danh Bác Bó còn là điểm du lịch đầy tiềm năng. Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Cao Bằng có đường biên giới với Trung Quốc dài hơn 300 km, có nhiều cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia và các lối mở thông thương với các địa phương của Quảng Tây Trung Quốc. Đây là một cái lợi thế rất là quan trọng để phát triển những cái hợp tác phát triển du lịch qua biên giới. Thế nhưng đặc biệt, Cao Bằng là tỉnh có rất nhiều di tích lịch sử và các danh lam thắng cảnh. Tính đến nay thì Cao Bằng đã có 215 di tích lịch sử và các danh lam thắng cảnh, trong đó hơn 100 di tích được xếp hạng. Trong các di tích được xếp hạng thì có hai di tích quốc gia đặc biệt, đó là di tích khu di tích Bác Bó và khu di tích rừng Trần Hưng Đạo. Song để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng du lịch của khu di tích lịch sử Bác Bó còn rất nhiều việc cần phải làm. Thì khu di tích Bác Bó hiện tại đã lên là khu di tích đặc biệt cấp quốc gia. Thì tôi theo cái nhận xét của tôi thì là cái tiềm năng du lịch về lịch sử cũng rất tốt, bởi vì là từ xưa xa xưa thì cái khu đấy đã được Bác chọn. Thì đến cái thời điểm hiện nay thì khách du lịch mà người ta hướng về cái du lịch cội nguồn thì cũng lượng khách cũng rất đông đảo. Và tôi nghĩ là trong cái thời gian tới thì cái khu du lịch Bác Bó thì cũng sẽ phát triển rất tốt. Để phát triển được các cái lĩnh vực về kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt là phát triển được du lịch ấy, thì cái vấn đề kết nối vùng, kết nối giữa các địa phương trong khu vực ấy, thì đây là một cái điểm hết sức là quan trọng mà Cao Bằng đang hết sức là chú ý. Ví dụ như là hiện nay thì Cao Bằng đã có sự liên kết đối với các cái trung tâm du lịch lớn của toàn quốc như là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng.